Ngày 31 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày 30 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 515 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 131 ca sàng lọc và 383 ca trong khu cách ly phong tỏa. Đây là số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh Đồng Nai. Nhân trạch có số ca nhiễm trong ngày cao nhất với 214 các xã Long Tân với 121, xã Phú Hội với 23, Hiệp Phước 18 ca, xã Phước Thiền 16 ca, xã Long Thọ 13 ca và có 59 ca tại công ty BOE phát hiện qua sàng lọc test nhanh tại công ty. Tại thành phố Biên Hòa có 130 ca, trong đó phường An Bình 16 ca, phường Long Bình 16 ca, phường Hóa An 14 ca, phường Trảng Dài 10 ca, Hòa Bình 8 ca, Long Bình Tân 7 ca. Nguyện Vĩnh Cửu 71 ở xã Thạnh Phú 34 ca, xã Tân Bình 20 ca, xã Bình Lợi 6 ca, huyện Trảng Bơm 69 ở các xã Hú Nai 3 với 45 ca, xã Đội 61 với 7 ca, xã Bắc Sơn 6. Số ca còn lại trải rác ở các huyện Long Thành, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán. Tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư là 4.478, trong đó thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 2.090 ca, huyện Nhân Trạch 788 ca, huyện Vĩnh Cửu 622 ca, Trảng Bơm 254 ca, huyện Thống Nhất 193 ca, cộng dồn tử vong 18 ca. Đồng Nai cũng tiếp tục ghi nhận nhiều ổ dịch với số ca dương tính khá cao, 50 tới 60 ca tại các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ. Nguy cơ cao trở thành đợt bùng phát dịch lớn từ các doanh nghiệp, cần phải khẩn trương thực hiện tầm soát tất cả các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ để phát hiện, khống chế và xem xét việc có tiếp tục thực hiện phương án này hay không. Theo ngành y tế, số ca dương tính mới tại huyện Nhân Trạch tăng cao, trong đó có nhiều ca lây nhiễm thứ phát tại ổ dịch cũ liên quan, các ổ dịch trong doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ và nhiều ổ dịch cộng đồng đang phát hiện mới. Diễn biến dịch tại Nhân Trạch đang phức tạp hơn. Hiện việc điều tra truy tại các vết ổ dịch mới và lấy mẫu diện rộng tại các ổ dịch cũ ở thành phố Biên Hòa khá chậm, trong đó có nguyên nhân là do không còn nhân lực để huy động. Tại các địa phương có số ca bệnh tăng cao, đó có biểu hiện mất đi sự bình tĩnh nên việc tổ chức các hoạt động chống dịch có khi thiếu hợp lý, không đi vào hoạt động trọng tâm. Vì vậy, ngành y tế đề nghị các huyện, thành phố phải đánh giá tình hình dịch tại địa phương mỗi ngày và có kế hoạch cụ thể cho việc xử lý từng ổ dịch. Cần có sự chỉ huy tập trung, điều phối nhân lực phù hợp đúng trọng tâm, không để mất bình tĩnh, mất kiểm soát trong tổ chức và chỉ đạo hoạt động chống dịch. bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về plo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn